Câu 12 thì đầu tiên ta sẽ có là vinyl acetate thêm 2µH2O4 vào ống nghiệm thứ nhất để ống nghiệm 1. Ống nghiệm 1 là thủy phân trong môi trường axit. Thủy phân trong môi trường axit, mũi tên nó một chiều, phản ứng này thế là đặc biệt thế. Đúng không ạ? Cộng với lại CH3 CSO, do nó tạo hết thành CH3 CSO. 4 mu vào ống dịch, ống nghiệm thứ hai, thủy phân trong NaOH mắt. Nối đôi CH2 cộng với NaOH mình sẽ thu được là CH3 CONa cộng với lại CH3 CSO. Được chưa? Thế thì phát biểu là sau đây về thí nghiệm trên là sai. Ở bước 3, dung dịch trong nghiệm thứ hai có phản ứng trắng bạc, đây ống nghiệm số 2 thì mình sẽ thu được CH3 CONa và CH3 CSO, anh này có trắng bạc. Đúng. Nhá. Ở bước 3, hai ống nghiệm có chứa một sản phẩm giống nhau, chính xác đều cùng chứa một sản phẩm là CH3 CSO. Đúng tiếp. Ở bước 3 thay vì đun nóng nhẹ bằng đun cách thủy, chính xác bởi đều đun nhẹ như nhau. Ở bước 3, ống nghiệm chất lỏng trong nghiệm thứ hai tách thành hai lớp, cái này sai hoàn toàn. Nó bị đồng nhất nhá. Bọn này nó hòa tan vào nhau. Được chưa? Nên là sai là D. Được chưa? Đấy, rất dễ thôi. Nó đơn giản lắm các em ạ. Nó quá dễ dàng.